Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị các bạn quay trở lại với TopKVN. Hiện tại thì mình đang đứng tại khu tầng 2, khu trưng bày xe của Hyundai An Khánh. Cái dịp cuối của tháng 3 năm 2021 này thì lượng xe về rất là nhiều và đầy đủ các màu, có thể giao sẵn ngay cho quý anh các bạn. Đảm bảo rằng sang cái chương trình của tháng 4 thì lượng xe sẽ dồi dào cho quý anh chị các bạn, với tất cả các mẫu xe từ phân khúc hạng A, hạng B, hạng C cho đến hạng D cho quý anh các bạn. Từ Hyundai Grand i10, Hyundai Accent, Hyundai Kona, Hyundai Tucson cho đến Hyundai Santa Fe. Đó, và chương trình giá của tháng 3 này, dịp cuối tháng 3 này thì cũng đang vẫn còn rất là nhộn nhịp với chương trình khuyến mại đến từ bên nhà máy, hỗ trợ hầu như là cho tất cả những cái dòng xe của bên Hyundai, cho hỗ trợ cho mức giá cho quý những cái bạn lên tới hơn 60 triệu đồng trong cái dịp cuối của tháng 3 năm 2021 này. Thì đầu tiên thì mình cũng xin mời quý các bạn, chúng ta sẽ đi cùng nhau lần lượt về cái kho xe, cái khu trưng bày xe của Hyundai An Khánh. Cái lượng xe đây là khu vực tầng 2, ngoài ra còn tầng 3, tầng 4 đều là những cái khu vực để xe. Quý vị các bạn khi mà mua xe ở Hyundai An Khánh, các bạn yên tâm rằng xe thì sẽ được để ở trong nhà các bạn nhé. Khu vực xe sẽ được để ở trong nhà và rất là đảm bảo cho quý các bạn khi mà chúng ta nhận xe, xe chúng ta sẽ được mới 100%. Đầu tiên thì quý vị các bạn, chúng ta có thể để nhìn thấy trước mắt quý vị các bạn là chiếc xe Hyundai Kona. Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn. Hiện tại thì Hyundai Kona được phân phối tổng cộng tới 3 phiên bản: bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và phiên bản turbo. Bản tiêu chuẩn này thì cũng vừa về với đại lý thôi, và xe ngay lập tức được đưa lên tầng để trưng bày, để cho những khách hàng mà chúng ta qua tham khảo xe thì quý vị các bạn chúng ta được xem xe một cách trọn vẹn nhất cho quý vị các bạn. Xe rất là sạch sẽ. Với Hyundai Kona trong cái chương trình của tháng 3 năm 2021 này thì tất cả các phiên bản đều được trợ giá cho hết, áp dụng đến hết ngày 31 tháng 3. Với Hyundai Kona thì phiên bản đặc biệt của quý anh chị các bạn thì đang được trợ giá lên đến 15 triệu đồng. Ngoài ra thì với phiên bản tiêu chuẩn này đây, cộng với cả phiên bản turbo thì đang được hỗ trợ cho quý anh chị các bạn là 10 triệu đồng trong cái dịp tháng 3 năm 2021 này. Cái đợt này thì Hyundai Kona và số lượng xe về cũng tương đối nhiều. Mình dự đoán rằng sang tháng 4 thì chương trình ưu đãi của Hyundai Kona có lẽ là sẽ vẫn được hỗ trợ. Tuy nhiên là mình nghĩ rằng cùng lắm sẽ được như tháng 3 thôi, vì rất là khó để vượt qua được chương trình hỗ trợ của tháng 3 như thế này. Vì thực ra mình để ý rằng với cái dòng Hyundai Kona này, chương trình của tháng 3 như này cũng đã là rất là tốt rồi. Còn tiếp theo thì trên đàn anh của Hyundai Kona, ngay trước mắt quý anh chị các bạn, đây là chiếc xe Hyundai Tucson. Đây là hai chiếc xe Hyundai Tucson. Hyundai Tucson màu đỏ trước mắt quý anh chị các bạn đây là chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn. Hyundai Tucson thì hiện tại trong chương trình của tháng 3 này cũng đang hỗ trợ cho quý khách hàng rất là nhiều, với ưu đãi lên tới 20 triệu đồng với phiên bản tiêu chuẩn. Trước mắt quý anh chị các bạn là ưu đãi được là so với chương trình của tháng 1, tháng 2 là được tặng thêm 20 triệu đồng, áp dụng đến hết ngày 31 tháng 3. Còn chương trình của tháng 4 thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ đón trong dịp đầu của tháng 4 năm 2021 này. Còn ngay bên cạnh đây là chiếc xe Hyundai Tucson, nhưng mà đây là bản đặc biệt quý anh chị các bạn nhé, bản đặc biệt về phiên bản máy xăng. Đó, các bạn để ý này, nhìn cái phần la răng xe là quý anh chị các bạn có thể nhận ra ngay. La răng của bản đặc biệt thì nhìn nó theo cái hình xương cá và nhìn nó cũng khá là thể thao và chắc chắn. Còn sang đây là phiên bản tiêu chuẩn thì quý anh chị các bạn chúng ta nhìn là la răng khác hoàn toàn, theo cái màu bạc và là la răng đa chấu màu bạc cho quý anh chị các bạn. La răng cũng nhỏ hơn. Với phiên bản đặc biệt này thì quý anh chị các bạn la răng 18, với bản tiêu chuẩn thì la răng 17. Đó, những cái đặc điểm nhận dạng bên ngoài đơn giản nhất mà quý anh chị các bạn cũng có thể nhận ra là bản tiêu chuẩn hay bản đặc biệt. Với chương trình của Hyundai Tucson cái dịp tháng 3 này thì bản tiêu chuẩn quý anh chị các bạn chúng ta được hỗ trợ lên đến 20 triệu đồng. Ngoài ra ba phiên bản còn lại, bản đặc biệt, bản turbo và bản máy dầu, thì quý anh chị các bạn chúng ta được hỗ trợ 15 triệu đồng so với chương trình của tháng 1 và tháng 2, tức là hỗ trợ thêm đấy quý anh chị các bạn ạ. Đó. Đây mình quay rất là chi tiết chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt cho quý anh các bạn. Những khách hàng nào chúng ta đang tìm hiểu về một cái chiếc xe trong phân khúc hạng C, thì những khách hàng nào chúng ta mà muốn lấy xe trong chương trình của tháng 3 này thì hoàn toàn tại đại lý của mình cũng đang có xe giao sẵn ngay cho quý anh các bạn. Tiếp theo nữa là quý anh các bạn chúng ta có thể để ý, đây là chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt màu đen cho quý anh chị và các bạn. Trong chương trình của tháng 3 này thì Hyundai Accent tại đại lý của Hyundai An Khánh thì đang có chương trình rất là ưu đãi, rất là lớn cho quý anh chị các bạn. Mức giá gần như là tốt nhất thị trường cho quý anh các bạn về Hyundai Tucson cho cả phiên bản đặc biệt và cả phiên bản tiêu chuẩn. Ưu đãi giá đâu đó giảm hơn so với chương trình đầu dịp đầu tháng hơn lên đến gần chục triệu quý anh chị các bạn ạ. Tức là giảm sâu hơn ấy, giảm thêm ấy, mình đang nói giảm thêm ấy quý anh các bạn ạ. Đây là chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt quý anh các bạn nhé. Quý anh chị các bạn chúng ta nhìn cái la răng, các bạn có thể nhận ngay ra đây là bản đặc biệt hay là phiên bản tiêu chuẩn. Còn ngay bên cạnh đây, tiếp theo là một cái chiếc xe Hyundai Kona, một dòng phân khúc B màu đỏ.
Nhưng mà đây là phiên bản đặc biệt, vừa cũng giới thiệu đến các bạn là phiên bản tiêu chuẩn rồi. Phiên bản đặc biệt trong chương trình này của tháng 3 thì hết áp dụng hết ngày 31 tháng 3 thì cũng được hỗ trợ thêm là 15 triệu đồng nữa. Tuy nhiên là sang chương trình tháng 4 thì chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi. Đấy, các bạn để ý quay cho các bạn chiếc xe Hyundai Kona phiên bản đặc biệt. Nhìn cái la răng nhìn nó thể thao hơn, nhìn cũng chắc chắn hơn. Nhưng mà bản tiêu chuẩn này mình nghĩ chắc cũng không thành vấn đề, nhìn cũng rất là ổn cho quý chị và các bạn. Tiếp theo, các bạn để ý này, ngay bên cạnh đây quý anh chị các bạn có một chiếc xe cũng là Accent nhưng mà màu trắng. Màu trắng này mình thấy là rất nhiều những khách hàng tìm hiểu về màu trắng như này. Thích màu trắng, màu đỏ là những cái màu chủ đạo nhất của và được nhiều người dùng lựa chọn nhất của chiếc xe Hyundai Accent này. Ngoài ra thì với Accent thì đại lý có cả màu bạc, màu vàng cát cho quý anh chị các bạn nữa. Đây, ngay bên kế bên cạnh màu bản đặc biệt thì quý anh chị các bạn chúng ta sẽ có ở đây là bản tiêu chuẩn màu đỏ quý anh chị các bạn nhé. Đây, tiêu chuẩn màu đỏ đây, la răng nhìn khác biệt hoàn toàn so với cả la răng của phiên bản đặc biệt này cho quý anh chị các bạn. La răng bản đặc biệt thì nhìn to bản hơn, nhìn màu là màu khói. Còn la răng của bản tiêu chuẩn này của chúng ta sẽ là la răng màu bạc sáng đây cho quý anh chị và các bạn, màu đỏ. Đấy, xe hiện tại có sẵn vừa về với đại lý thôi quý anh chị các bạn ạ, mới cong luôn. Còn trên đây cũng là một chiếc xe Hyundai Accent nhưng mà đây là phiên bản tiêu chuẩn màu trắng các bạn ạ. Đấy, dưới là màu đỏ, còn trên là màu trắng cho quý anh chị các bạn. Lượng xe về cái dịp cuối tháng này rất là nhiều cho quý anh chị và các bạn. Hoàn toàn có thể đủ đáp ứng xe, có thể giao sẵn ngay cho quý anh chị các bạn. Và hồ sơ của tại đại lý thì yên tâm, các bạn yên tâm rồi. Còn tiếp theo nữa cho quý anh chị các bạn đó là chiếc xe Hyundai Santa Fe. Với Hyundai Santa Fe thì chương trình ưu đãi cái đợt áp dụng đến hết ngày 31 tháng 3 này theo chương trình của bên nhà máy ưu đãi cho quý anh chị các bạn lên tới hơn 80 triệu đồng quý anh chị các bạn ạ. Đó, chương trình ưu đãi giá cả và những cái phần quà tặng của Hyundai Santa Fe thì trong cái chương trình của cái tháng 3 này thì nó rất là nhiều cho quý khách hàng. Đấy, Santa Fe màu là đây là màu đỏ mất quý như các bạn ạ. Với Hyundai Santa Fe thì chỉ có một mã màu này thôi quý như các bạn nhé. Một mã màu đỏ này thôi, nó không có mã màu đỏ đô đâu quý chị các bạn ạ. Và các bạn yên tâm là xe thì hiện tại tại đại lý cũng có sẵn giao ngay cho quý bạn về Hyundai Santa Fe. Đó. Ở đây, ngay bên cạnh đây thì rất nhiều những khách hàng mà chúng ta từng quan tâm về Hyundai Tucson thì các bạn có hỏi là có cái màu vàng cát không? Thì đây chính là màu vàng cát mà những khách hàng mà chúng ta đang quan tâm. Đó, màu vàng cát thì thực ra số lượng về cũng không nhiều. Vì những người mà ưng về màu vàng cát này thường thì mình thấy cũng không phải là số lượng chiếm đa số. Thường thường là những khách hàng hợp mệnh thôi. Ví dụ mệnh hỏa hay là những người mà thường thường thích màu vàng cát này đi thì cũng rất là giữ màu. Các bạn ạ, đi rất là giữ màu, nó không bị lộ bẩn như các màu khác. Vừa rồi là ở trên khu vực tầng 2, còn hiện tại thì mình lại lên trên khu vực ở tầng 3 cho quý vị các bạn. Tầng 3 này các bạn để ý này, cũng được trưng bày xe cũng được để rất là gọn gàng và chi tiết. Và trước mắt quý vị các bạn đây là chiếc xe Hyundai Tucson. Phiên bản đây là phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt màu đỏ, còn ngay bên cạnh đây cũng so sánh luôn cho quý vị các bạn. Đây là phiên bản tiêu chuẩn của Hyundai Tucson cũng là màu đỏ mận cho quý vị các bạn. Với Hyundai Tucson và Hyundai Santa Fe thì có hai màu đỏ mận này là hai màu cũng rất là được nhiều khách hàng ưa chuộng. Đó là về Hyundai Tucson cũng giới thiệu đến quý vị các bạn về chương trình giá rồi. Ưu đãi thêm cho quý vị các bạn với chương trình của tháng 1, tháng 2 đến tới hơn 15 triệu đồng nữa cho quý vị các bạn. Rồi, còn đây là chiếc xe Hyundai Accent bản tiêu chuẩn thì cũng giới thiệu đến quý vị các bạn rồi. Lượng xe dịp cuối của tháng 3 này về rất là nhiều quý vị các bạn ạ. Chắc chắn là sang chương trình của tháng 4 này thì sẽ có nhiều, có thể giao ngay được quý khách hàng mà chúng ta không phải ký chờ. Đây cũng là Tucson nhưng mà đây là màu này là màu trắng quý vị các bạn ạ. Màu trắng thì cũng khá là nhiều người lựa chọn. Tiếp theo nữa, giới thiệu đến các bạn đó là dòng xe Hyundai i10. i10 thì hiện tại đại lý đủ màu giao ngay, kể cả màu xanh cũng có cho quý vị các bạn. Nhưng màu xanh thì hình như là đâu đó đại lý còn 1 đến 2 xe rồi quý vị các bạn ạ. Màu xanh thì gần như các đại lý sẽ không nhập về đâu. Nên quý hàng nào chúng ta mà ưu đãi về thích về màu xanh này thì có lẽ là nếu các bạn có thể là mua được thì có thể là lấy luôn màu xanh tại đại lý hiện tại đang có sẵn giao ngay, hồ sơ có sẵn giao ngay cho quý vị và các bạn. Màu xanh, đây là màu xanh nước biển, màu xanh dương ấy quý vị ạ, nhìn rất là đẹp. Về chương trình ưu đãi của Hyundai i10 thì trong dịp tháng 3 này thì đang được ưu đãi cũng với bản AT hatchback này thì cũng đang được ưu đãi thêm 10 triệu áp dụng đến hết ngày 31 tháng 3 rồi quý anh chị các bạn. Với Hyundai i10 thì tại đại lý thì hiện tại số lượng xe là sẵn sàng giao cho quý anh chị các bạn, nhưng mà nếu khách hàng nào muốn đi màu xanh thì các bạn cần phải có kế hoạch lấy, chắc là phải đặt trước quý anh chị các bạn ạ. Đó. Còn tiếp theo đây cũng là chiếc xe Hyundai Accent thì quý chị các bạn chúng ta biết rồi đúng không ạ. Accent thì dịp cuối tháng 3 này thì giá đại lý đang rất là ưu đãi cho quý chị các bạn. Đó,
Đó là những cái cập nhật về thông tin xe dịp cuối tháng, số lượng xe về rất là nhiều cho quý anh chị các bạn. Đây chỉ là khu trưng bày xe để xe của tại đại lý của mình thôi. Ngoài ra thì số lượng xe về thì chủ yếu là để ở dưới hầm quý anh chị các bạn ạ. Còn những cái xe mà nên trưng bày trên đây thì để phân phối lên trên đây để những khách hàng nào mà quý anh chị các bạn chúng ta qua tham khảo xe thì có thể là xem xe và tham khảo xe trực tiếp một cách là dễ dàng và nhanh gọn nhất cho quý anh chị các bạn. Đó, khu trưng bày xe ở trên tầng đảm bảo cho quý những bạn là xe các bạn được sạch sẽ nhất, được an toàn nhất cho quý khách hàng. Và những khách hàng nào chúng ta đang quan tâm về những cái dòng xe nào hiện tại của Hyundai, bao gồm Hyundai i10, Hyundai Accent, Hyundai Santa Fe hay là Hyundai Tucson, Hyundai Kona thì hãy liên hệ trực tiếp với mình theo cái số hotline mình đặt ngay bên dưới video này để mình có thể báo những cái mức giá, những cái chương trình ưu đãi mới nhất cho quý chị các bạn. Bất cứ có một cái sự thay đổi như nào về giá thì trên Top KVN sẽ cập nhật cho quý chị các bạn. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn lại quý anh chị các bạn. Hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Top KVN. Xin chào và hẹn lại quý anh chị và các bạn.